À, cô ơi, hello, xin chào anh Kiếm các bạn ha. À, hôm nay thì có một mẫu xe cũng khá là hot mới về, đây là chiếc XR155 ha. Hôm nay thì mình sẽ quay riêng về cái chiếc này cho anh em tham khảo này, mình quay chi tiết hơn ha. Chiếc này thì biển số 49 Lâm Đồng ha. Con này thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 67 triệu 900 nhá, đăng ký 2021 biển Lâm Đồng. Giá này thì cửa hàng cũng đã bao gồm phí hồ sơ cho anh em rồi ha. Rồi, đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin về địa chỉ cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại thì mình có ghim trên màn hình ha. Đó, anh em mà cần chi tiết xe, mẫu xe nào thì có liên hệ, cứ liên hệ trực tiếp số Zalo hoặc là mình có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng nhé. Đó, để mình xem xe trực tiếp. Xe thì có rất là nhiều dòng xe, nhưng hôm nay thì có chiếc này mới về. Mình sẽ quay chi tiết cận cảnh chiếc này cho em tham khảo ha. Mẫu XR là một cái mẫu xe nói chung là thiết kế về kiểu dáng cổ điển ha. Đó. Màn hình thì cũng là màn hình LCD nhé, mình thiết kế điện tròn hình tròn nhưng mà rồi cái mẫu xe này thì hiện tại thì về được một chiếc thôi. Em mình sẽ quay một cái video ngắn để cập nhật cho anh em nhanh ha. Bị 49 Lâm Đồng, xe là zin nguyên bản hết nhé. Cửa hàng thì vẫn bảo hành máy móc động cơ 6 tháng cho anh em luôn. Có lên thêm được khung chống đổ lốc này. Khung chống đổ lốc với lại một cái tay dắt sau. Xe thì có keng luôn em này. Phần trần ốc tán thì có đẹp rồi. Mới đi 3.123 km thôi. Siêu êm luôn, siêu thì thầm luôn. Có dùng về cái mẫu 150 thì hầu như là cái mẫu XR với cái mẫu CB 150 là hiện tại thì nó đang đứng top trong cái giá cả của mẫu xe 150 ha. Nói chung là nó hơi ngáo giá một chút xíu đấy. Nó đi con này thì đi rất là ít nhá, mới đi 3.000 cây thôi. Anh em mà quan tâm đến cái mẫu XR thì có thể tham khảo ha. Động cơ thì có 155 cc, 2021 67 triệu đấy, bao hồ sơ anh em nhá. Anh em nào mà không có thời gian đi đăng ký biển số, cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em làm biển số luôn ha. Trước sau là sinh nhan trước sau này, zin nguyên bản luôn. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ mua bán trao đổi xe anh em nhé. Anh em nào muốn trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng ha. Đó. XR thì cũng lâu lâu mới về được chiếc thôi em ạ. Còn những cái mẫu như R15, CBR, GDX thì còn rất là nhiều. Đó. Mình quay một cái clip ngắn để quay chi tiết về cái mẫu xe này ha. Anh em hỏi khá là nhiều này. Đấy. Về được một chiếc thôi. Đó. Anh em quan tâm inbox ngay số Zalo ha. Đó, còn anh em ở xa thì mình chỉ cọc vài triệu thôi, cửa hàng sẽ ship xe, anh em nhận xe rồi mới thanh toán nốt anh em ạ. Đó. Mẫu XR 155, động cơ 155 cc. Nói chung về trung bình về mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này thì nó nằm ở mức là 45 đến 48 km một một lít xăng anh em nhé. Động cơ thì khỏi bàn rồi, của Yamaha, Honda, Suzuki thì máy móc được rất là bền ha. Rồi ok, hôm nay thì mình cập nhật một cái clip ngắn để quay chi tiết về mẫu XR 155 ha. Anh em mà cần thêm thông tin về chi tiết xe nào, cần báo giá mẫu xe nào thì mình cứ bình luận bên dưới ha. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất, giá cả mới nhất ha. Xin chào, hẹn gặp lại ha.